Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức, em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm viên Sapphire Tài Lộc. Viên Sapphire Tài Lộc dành cho cả nam và nữ. Sapphire thiên nhiên có tác dụng trong phong thủy, mang đến may mắn và thịnh vượng. Sản phẩm sẽ là bùa hộ mệnh cho người sinh tháng 9 và những người mệnh hỏa, mệnh mộc. Viên Sapphire Tài Lộc có giấy kiểm định đá quý, giao hàng toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.